hai bánh bao chay của bác có 80.000 ạ. Tôi gửi tiền cô. Con gửi tiền thừa ạ. Cô ơi, sao cô lại trả cho tôi có 10.000 thế ạ? Thì đúng rồi bác ạ. Bánh bao chay là 5.000 một cái, bác mua 2 cái là 10.000 đúng rồi ạ. Thế thì cô phải trả lại cho tôi 490.000 chứ ạ. Tôi đưa cho cô tờ 500 cơ mà. Cái bà già này nhỉ. Rõ ràng bà đưa cho tôi tờ 20.000 xanh lè xanh lét đây này. Làm gì có tờ 500 nào. Cô ơi, cô nhầm rồi. Rõ ràng là tôi đưa cho cô tờ 500.000. Tôi đi dọn dẹp vừa ấy được trả 500.000 mà tôi chưa rút ra tiêu một đồng nào hết cả. Tôi không thể nào nhầm được đâu cô ạ. Ôi bà già ơi, bà già bà lú lẫn lắm rồi. Rõ ràng là đây tờ 20.000, làm gì có tờ 500.000 nào. Cô ơi, cậu ngồi bên cạnh đi. Cậu rõ ràng nhìn thấy tôi đưa cho cô ấy tờ 500.000 có đúng không ạ? Cháu cũng không để ý nhưng mà lúc cháu thấy thì là bác đưa tờ 20.000 vào bác. Sao cậu lại có thể nói dối trắng trợn như thế nhỉ? Chẳng lẽ cậu với cô ta là đồng bọn? Hai người cấu kết với nhau để lừa tiền người già này có đúng không ạ? Ô hay cái bà già này nhỉ? Bà đừng có mà đổ vạ cho tôi nữa, tiến đi cho bà hả? Không, cô phải trả lại tiền cho tôi thì tôi mới đi. Trả lại tiền cho tôi đi. Đây, bắn đi. Này, cô. Cô. Bác An, cháu tưởng bác phải về từ lâu rồi chứ ạ? Sao giờ bác vẫn còn đây? Cô Linh à, tôi đứng chờ xe buýt lâu quá nên là vào đây ngồi nghỉ tạm, tranh thủ ăn cái bánh bao cho nó đói cô ạ. Ban nãy cháu đã bồi dưỡng thêm cho bác để tròn 500.000 để bác đi xe ôm về rồi cơ mà. Sao bây giờ bác vẫn ngồi đợi xe buýt ạ? Khổ quá cô ạ. Tôi đưa tờ 500 để mua 2 cái bánh bao chay, nhưng mà cô hàng bán bánh bao thì lại bảo tôi đưa tờ đấy là tờ 20.000. Rồi cô trả lại tôi có 10.000 thôi. Tôi khăng khăng đòi thì cô cứ dọa tôi, rồi cô đuổi tôi đi. Tôi chẳng biết làm như thế nào cả. Yêu của anh đúng là đỉnh đét luôn đấy. Em làm ảo thuật kiểu gì mà tờ 500.000 biến phát thành tờ 20.000 luôn, nhanh không thấy luôn đấy. Chuyện em là ai chứ? Với cái số tiền này á, tối nay mình thoải mái mà ăn một bữa lẩu no nê luôn. Mà anh ơi, hay là mình đi về đi, em nóng quá. Nhưng mà còn nhiều lắm. Nhưng mà em nóng lắm. Thôi, bỏ hết vào trong này đi. Nhanh lên. Anh phải chụp ảnh báo cáo nữa. Ok. Đẹp luôn anh ơi. Bây giờ ấy là anh phải gửi ảnh vào nhóm. Báo cáo sếp, nhiệm vụ ngày hôm nay đã hoàn thành xuất sắc. Gửi, thế là xong. Người yêu em giỏi thật đấy. Công ty giao cho nhiệm vụ là phát bánh bao từ thiện, thế mà anh lại mang đi bán làm của riêng. Anh đúng là tài. Anh có nhiều cái tài lắm. Nhưng mà thôi, nóng lắm rồi không tài nữa, đi về đi. Vô lý thật đấy. Tôi vất vả dọn nhà cho cô từ sớm đến giờ để lấy tiền đi mua thuốc, thế là đi tong tờ tiền rồi cô ơi. Hay là bây giờ bác dẫn cháu ra chỗ quán bánh bao đấy đi, để cháu nói chuyện với cả người ta cho ra lễ. Thật là cô? Vâng vâng, tôi đưa cô đến. Không thấy quán bánh bao đâu nữa rồi. Cô ơi, không thấy. Chắc là bọn họ dọn hàng về rồi bác ạ. Ôi dồi ôi, thế là tiền của tôi. Ôi.
Sao cái số tôi nó lại đen đùi như thế này hả cô ơi? Sao người ta nỡ làm vậy với một người già như tôi chứ hả cô? Tôi già cả, nhưng mà không đến nỗi mà tôi không phân biệt được tờ 500.000 với cả tờ 20.000 cô ạ. Thôi, bác đừng buồn nữa, cháu tin bác mà. Đúng là có bác An dọn dẹp nhà cháu trông sạch sẽ hơn hẳn ạ. Cô cứ quá khen, đây là nhiệm vụ của tôi mà. Lần sau mà dọn nhà theo giờ thì cô cứ gọi cho tôi nhá. Tôi có tiếng là dọn dẹp sạch sẽ lắm đấy cô ạ. Dạ vâng ạ. À, của cháu hết bao nhiêu tiền để cháu gửi luôn ạ? Bình thường là 300.000 cô ạ. Dạ vâng, thế để cháu gửi tiền bác luôn. Tôi đang rửa tay, cô cứ nhét vào túi cho tôi là được. Vâng ạ. Cháu có gửi bác 500.000 cho tròn. Lát nữa bác bắt xe ôm về cho đỡ đau chân bác nhá. Cô tốt với tôi quá. Cảm ơn cô nhá. Lúc nãy rõ ràng là ở trong túi của bác chỉ có một tờ 500.000 thôi, nên chắc chắn là các bác không nhầm được. Chắc là bác gặp phải người xấu, người ta cháo tiền của bác rồi. Cảm ơn cô đã tin tôi. Tôi già cả, không con không cái, phải đi kiếm sống để nuôi thân. Vậy mà người ta nỡ làm, chắc là vì thấy tôi già yếu thế nên là người ta giở trò với tôi đấy cô ạ. Cháu hiểu mà. Tuy hôm nay là lần đầu tiên bác đến dọn dẹp cho nhà cháu, nhưng mà cháu thấy bác dọn rất sạch sẽ và cẩn thận. Mà công ty cháu đang cần người dọn dẹp, hay là bác có muốn đến công ty cháu làm việc không ạ? Thật không hả cô? Thế thì tốt quá, tôi cảm ơn cô nhá. Cô tốt với tôi quá cô ơi. Báo cáo với sếp là lần phát bánh bao từ thiện này em đã phát được hơn 2.000 chiếc bánh, trong đó có những người khuyết tật, người vô gia cư, cộng thêm một số người đi qua đường nữa. Cũng có một bên báo chí muốn liên hệ với chúng ta để phỏng vấn về quầy bánh từ thiện lần này. Em làm tốt lắm. Thế đợt vừa rồi có gì khó khăn không? Dạ không ạ, tất cả mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Kế hoạch sắp tới của công ty mình là muốn tăng độ nhận diện, tăng tình cảm từ khách hàng. Vậy nên là chị sẽ chi mạnh tay cho các hoạt động từ thiện, các công tác cộng đồng xã hội. Và cái dự án mà quầy bánh bao từ thiện được vừa rồi của em, chị thấy khá tốt. Nên là dự án sắp tới chị muốn em vẫn đảm nhận. Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Chị cứ tin tưởng vào em, em chắc chắn sẽ làm hết sức mình ạ. Em xin phép. Xem đi, toàn món anh thích luôn. Để xem nào. Người yêu anh đúng là số 1 luôn. Mà nhá, mấy cái món này người bình thường không thể nấu được. Chắc chắn là phải có một cô tiên nào đấy nấu cho. Chỉ đùa cái định là giỏi. Anh ăn đi. À, anh kể cho em nghe cái này. Cái vụ phát bánh từ thiện hôm trước ấy là anh tự nguyện đi làm. Thế nên là bà sếp bà ấy tin tưởng anh tuyệt đối luôn. Đang duyệt ngân sách cả mấy trăm triệu ấy, chuẩn bị cho anh đảm nhiệm dự án từ thiện sắp tới đấy. Wow, thật thế á? Bữa trước mới có cái giạp bánh bao thôi mà mình đã kiếm được vài triệu rồi. Bây giờ lại có cái dự án to như thế. Sau dự án này chắc là mình được đi du lịch nước ngoài anh nhỉ? Nước ngoài đó là cái gì? Lúc đấy nhá, em muốn đến bất kỳ một cái ngõ ngách nào trên thế giới này, anh cũng có thể đưa em đi được. Ok chưa? Yêu ơi, thích thế. Đây là công ty. Cô cậu ăn uống gì thì để rác gọn gòn vào, đừng có vứt ra như thế này ạ. Lâu ơi, bà lao qua một công ty anh đang mắng em này. Này bà già, bà có biết tôi là ai không mà bà dám mắng gì với tôi à?
cô. Cô là cái cô bán bánh bao hôm trước. Thế còn cậu, cậu là người yêu của cô ta à? Rõ ràng là đây tờ 20.000, làm gì có tờ 500.000 nào. Cô ơi, cậu ngồi bên cạnh đi. Cậu rõ ràng nhìn thấy tôi đưa cho cô ấy tờ 500.000 có đúng không ạ? Cháu cũng không để ý nhưng mà lúc cháu thấy thì là bác đưa tờ 20.000 vào bác. Sao cậu, cậu lại có thể nói dối trắng trợn như thế nhỉ? Chẳng lẽ cậu với cô ta là đồng bọn? Hai người cấu kết với nhau để lừa tiền người già này có đúng không ạ? Tôi hiểu rồi. Bảo sao mà hôm trước hai người thông đồng với nhau lấy tờ 500.000 của tôi. Hai người cũng đi bán hàng mà tại sao lại đối xử với khách hàng thất đức như thế hả? Bà biết cái gì mà nói? Ai cho bà biết xếp ở đây? Tôi nói cho bà biết, tôi có thể đuổi việc bà bất cứ lúc nào đấy. Tôi làm trưởng phòng ở đây to hơn cái chức lao công của bà rất nhiều đấy, bà hiểu chưa? Thì cũng chỉ đi làm thuê thôi, làm công ăn lương của công ty mà. Này bà già, bà dám cãi lời trưởng phòng à? Bà lo mà làm công việc của mình đi. Bữa trước mất tiền, bữa này mất việc ấy. Này, rác kìa, lo mà dọn rác đi. Thân phận dơ bẩn của bà ấy chỉ phù hợp làm những việc dơ bẩn thôi. Cô, bé cái mồm thôi, đang ở giữa công ty cũng óng hắc cái mồm. Lộ cái vụ phát bánh từ thiện hôm trước ấy, chết cả nút đi. Em chào sếp, sếp cho gọi em ạ. Em ngồi xuống đi. Chị đã có dự toán cho dự án từ thiện sắp tới và có rất nhiều mạnh thường quân muốn đóng góp cùng, và số tiền đã lên tới 9 con số 0. Quà của em này. Sếp đâu cần phải tặng quà cho em làm gì đâu ạ. Trong này chắc là tấm xét 500 triệu mà chị ta duyệt ngân sách cho mình lúc ban đầu. Em xem đi. Dạ. Cái gì đây? Sao lại đổi việc? Cậu nói trống không với ai đấy? Đây là quà của cậu mà. Chẳng phải cậu háo hức nhận quà lắm sao? Nhưng mà sếp ơi, em có làm gì đâu mà sếp đổi việc em à? Sếp xem lại có nhầm lẫn gì không sếp? Bởi vì cậu đã lợi dụng việc từ thiện để trục lợi cá nhân. Cậu nghĩ sao khi mà công ty yêu cầu cậu phát bánh bao từ thiện thì cậu lại biến nó thành quầy bán bánh bao để lấy tiền? Nhưng mà em có làm ra chuyện đấy đâu sếp. Mỗi lần em phát từ thiện xong ấy, em đều chụp ảnh báo cáo cho sếp mà. Em không làm ra cái chuyện đấy, chắc chắn là có ai đấy trong công ty ghen tị với em, được sếp ưu ái nên là cố tình đổ vạ cho em ấy sếp ạ. Là tôi nói với sếp Linh đấy. Chắc cậu không ngờ một bà lao công như tôi lại quen với giám đốc đúng không ạ? Bà, tôi chính là nhân chứng chứng kiến cậu với cô người yêu của cậu đã bán bánh bao để lấy tiền, rồi hai người lại còn ngang nhiên lấy tờ 500.000 của tôi nữa. Bà đừng có mà nói hàm hồ nhá. Ai lấy tiền của bà? Chị, bà ta già rồi, bà ta lẩm cẩm đấy. Trong túi của bà ta không có tờ 500.000 nào cả. Bà ta đang đổ vạ cho em đấy chị. Cậu thôi đi. Hôm đó bác An đến nhà tôi dọn nhà, chính tôi là người đã đưa tờ 500.000 đấy cho bác An đấy. Tôi già cả, đau chân, bệnh tật đầy người, nhưng mà chí ít tôi cũng còn đi kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, chứ không như cô cậu còn trẻ còn khỏe mà lại còn lừa công ty kiếm tiền để đút túi riêng cho mình, rồi lại còn lừa tiền của cả người già nữa. Cô cậu thay đổi đi nhá, chứ làm như thế là thất đức lắm đấy. Cậu về được rồi, công ty tôi không cần người như cậu.